Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Tiện có làm một cái clip đi giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống cúc hoa hồng Thanh Tú nè, cúc Thợ Hương rồi cô chú anh chị ha. Giá siêu ưu đãi cho cả nhà mình luôn nha. Rất mong cả nhà mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Tiện ha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Mình gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bà chủ ơi. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cây cảnh trên cả nước ha. Rồi hôm nay trở lại kênh em cũng có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi cây đầu clip của em là mã 20G, là một cây hoa hồng Thanh Tú nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha. Cây này mới ghép nó già, chuẩn bị già cây đọt đầu tiên mà nó sum coi nè cô chú anh chị ha. Đó, nhìn rất là sum xê luôn cô chú anh chị ha. À, cái này tụt gừng nha các cô chú anh chị. Để lại bớt có lại ha. Này mới ghép nên là chưa có lãi hết, tụt gừng nha cô chú anh chị ha. Đó. Nhưng mà lãi sạch xong rồi cây nó vẫn còn tàn nó vẫn còn đều gan luôn nè cô chú anh chị thấy không? Đó, đều tàn luôn nha. Cây bo rất là mạnh luôn cô chú anh chị tại. Nè, nó đi một cơ nè, chạy hơn một gan tay luôn cô chú anh chị ha. Cây rất là sung ha. Đó, đế nở luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái hoành là được 18 nha các cô chú anh chị. Rồi, hoành 18 nha. Hoành 18, chiều cao là 68 nha. Rồi. Ngang của nó là được 56 à. Rồi. Rồi cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi 650 bao phí nha cô chú anh chị. Cái này em báo giá là em đã bao phí vận chuyển rồi nha các cô chú anh chị. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 21C. Rồi. 21C là một cây cúc họa hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn đều luôn cô chú anh chị. Rồi. Cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cái hoành là được 15 ạ. Rồi hoành 15 ha. Bo già nè cô chú anh chị ha. Lên da lương đều gan. Chiều cao ha. Là được 91 ạ. Rồi. Ngang là được 66. Rồi. Rồi cây mã 21 dê này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi 21 dê 650. 21 dê. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 22 dê. Rồi. 22 dê cũng là một cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Tàn lớn đều luôn cô chú anh chị mà. Cái này bo già hết cô chú anh chị ha. Về mình lấy bo liền cũng được nha cô chú anh chị ha. Này mới đi 2 cây cô chú anh chị mà cái tàn xuất sắc chưa. Rồi, cái hoành là được 19 ạ. Rồi. Chiều cao là 85. Ngang là 60. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 23 dê. Rồi 23 dê. 23 dê cũng là một cây cúc họa hương luôn nha các cô chú anh chị. Cái này ghép phong mai tàn ha. Ghép tàn khá là đều, tay cành đều gan luôn nè cô chú anh chị mình. Đó. Bo mới dạng cơ đầu tiên đang chuẩn bị đi cơ tiếp theo nha cô chú anh chị. Đế khá luôn, đế nở ha. Rồi cái hoành là được 17 ạ. Rồi. Chiều cao là 78. Rồi. Ngang là 70. Rồi. Rồi cây 23 dê này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 24 dê. 24 dê cũng là một cây cúc họ hơn luôn nha các cô chú anh chị. Cây này tàn đều gan luôn cô chú anh chị. Xuất sắc cái tàn nha. Cây này nó lên xù rồi nha các cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị nè, nó bể xù hết trơn nè cô chú anh chị, nó lên xù nè, bể giá lên xù nè cô chú anh chị. Đây. Nè, cái này nè. Bên đây nữa nè cô chú anh chị ha. Nè, trên này nè, trên cái mắt trên này nè. Nè, nó nứt da lên xù nè cô chú anh chị ha. Nè, mỗi cái mắt ở đây nè. Không, nó lên cục cục luôn cô chú anh chị ha. Cây này tương lai khá ok cô chú anh chị ha. Rồi cái hoành của nó là được 25 ạ. Cái đế nè cô chú anh chị, xuất sắc luôn. Rồi. Hoành 25, chiều cao được 83. Rồi. Lật không? Ngang của nó là được 71 ạ. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2 triệu rưỡi nha. Rồi 2 triệu rưỡi bao phí ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 25. Rồi. 25 dê. 25 dê cũng là một cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá luôn, cây sung lắm cô chú anh chị ha. Đi tàn đều gan luôn cô chú anh chị mà. Rồi. Hoành là được 17 ạ. Rồi.
Chiều cao là 87. Ngang là được 55. Rồi. Rồi cây 25 dê nè, em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số nhiêu rồi? 26 dê. Rồi tiếp theo 26 dê cũng là một cây cúc họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Bo lên già cô chú anh chị ha. Này đó. Xù ra nha các cô chú anh chị. Lên xù ra luôn cô chú anh chị, đang lên nha cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Đế nở vàng ôm luôn. Rồi cái hoành là được 19 ạ. Rồi. Chiều cao là 61. Ngang là 43. Rồi. Rồi cây 26 dê em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 27 dê. 27 dê. 27 dê là một cây hoa hồng Thanh Tú nha các cô chú anh chị. Rồi cây lên mút ruột luôn cô chú anh chị ha. Đó, cây đầu tiên đang già của chú anh chị ha. Cây đầu tiên mà nó đi nó vượt lên chắc cả 30 xăng luôn của chú anh chị ha. Cây quá tài sung luôn của chú anh chị. Cây mạnh đó, phôi mạnh đó của chú anh chị ha. Rồi thông số luôn rồi chú ơi. Rồi cái hoành là được 16 ạ. Rồi. Chiều cao là 90. Rồi. Cây này nhiêu anh? Tán ngang là được 56. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 700 nha. Rồi 700 ngàn bao phí vận chuyển, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 28 dê. 28 dê. 28 dê cũng là một cây cúc họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha. Cây bo già. Ai cái hoành là được 15 ạ. Rồi. Chiều cao là 71. Rồi. Ngang là được 62. Rồi. Rồi cây 28 dê này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 29 dê. Rồi. 29 dê là một cây cúc họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cái này tàn xuất sắc luôn cô chú anh chị ơi, cái tàn thùm lùm luôn cô chú anh chị. Tàn rất là bự luôn cô chú anh chị ha. Cái này thoát thân cao cô chú anh chị ha. Mình cho tàn dù ok nè cô chú anh chị. Hoành là được 15 ạ. Rồi, đế bàn ôm luôn ha. Hoành 15, chiều cao là 81. Rồi. Ngang là 70. Rồi. Rồi cây 29 dê nè em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi 650 đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 30 dê. Mã số 30 dê. 30 dê là một cây cúc không nhị hoàng quyết long nha các cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn khá luôn cô chú anh chị mình ơi. Đều tàn ghép đều á, đang đi cây 2 nè cô chú anh chị. Rồi, thông số. Rồi, cái hoành là được 14 ạ. Chiều cao của nó là được 60 ạ. Ngang của nó là được 41. Rồi. Rồi, cây 30 dê nè em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Rồi, 500 ngàn. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi, số điện thoại giao lưu của em là 036 731 1849. Cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là Chuyện Tiền cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ha. Cuối clip cũng không quên cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cô chú anh chị, để khi kênh em quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Xin chào ạ.